ra thì cái phân đoạn quay trên công trường của Isaac thì nó rất là cao và hơi nắng một chút. Có một điều rất là vui khi mà quay trên cái phân đoạn đó là do nắng rất là nhiều, do đó tóc Isaac chảy xệ cũng như là nó bị bớt lại do mồ hôi. Thì đến khi quay đến hai suốt rồi mọi người đã cảm thấy rất là ưng ý với những gì mà Isaac thể hiện trong đó. Thì khi xem lại mọi người mới hết hồn là ôi chết, tóc Isaac bị hư. Rồi cái đâm là phải quay lại, mà khi quay lại thì lại tắt nắng. Do đó là anh Phượng phải sử dụng một thiết bị đèn để đánh sáng lúc đó để thay thế cái ánh nắng. Có một cái cảnh mà Johnny bước ra khỏi bên ngoài cái máy đó thì có một cái khoảng rất là bự, thì những cái miếng mà mình đứng lên rất là mềm và đi mình có cảm giác như mình xếp nữa mình rớt dưới rồi, xong rồi cái cũng vô một cái khoảng rất là hẹp nhỏ, mà thì chị Vân mới kêu là trên này hãy di chuyển thật nhiều để có thể nhìn nó khua hơn. Thì di chuyển mà do hẹp quá không thể nào di chuyển được, nhưng cũng cố gắng di chuyển. Cái thùng phi đấy có rất nhiều dầu nhớt hay cái gì đó, mà gặp thùng phi là bằng bằng thiết bằng gì nữa mà kim loại mà nắng chiếu xuống thì tất cả dầu hay là hắt lên, mà xung quanh là đá xanh nữa thì rất là nóng, cộng thêm cái phản quang chiếu thẳng vô mặt luôn, không nóng không thể tưởng tượng được. Nhưng mà cũng may là cái shot đó quay rất là lẹ nên đỡ. Thì lúc mà trước khi mà cái anh Phạm kêu là lên cái thùng phi đứng đi view thì cũng thấy cái đã quá, chạy chạy lên bay lên cái vừa bay lên cái rớt xuống hỏi thầy, nó là tại vì cái đáy quá nó bị chật quá không có leo lên được. Thì cái là anh Phượng anh Khánh mới lấy hai tay ôm bụng quăng lên, quăng cầm như ẵm em bé quăng lên thùng phi, và cứ quay đi quay lại vậy cũng phải có một người ẵm lên như vậy. Cái cảnh của ST là nhảy từ trên 5 bậc thang xuống, mà cái thang rất là nhỏ và phải nhảy xuống, thì lúc đầu chị vẫn còn kêu tụt xuống nữa, mà nó phải phải nó là cao khoảng 4 mét mà trên không mà đâu có dám tụt xuống nữa, nên là mới mới quyết định là nhảy xuống. Nhưng mà cái hiệu ứng nhảy thì nó không bằng, lúc đó cũng hơi sợ tại vì ST tuy là không sợ độ cao nhưng mà nhìn xuống nó cũng thấy chóng mặt. Tất cả mọi người ở công trường thì ai cũng chọn cho mình cái nơi mà nhiều đồ nhất, cuối cùng là tới Jun thì cũng hết rồi. Cái tự nhiên chị Vân với Jun thấy có cái nhà, có một cái phòng phòng người ta điều chỉnh máy móc đó. Cũng hay, tại mình family boy ở trong nhà cũng có lý. Cái hai người xách chạy vô trọng, nhờ anh thiết bị mở dùm cái máy dùm, anh nói là ở trong đó em đừng có bấm bậy, nó nổ máy một cái là hả nguyên cái máy vận hành đó là anh không chịu trách nhiệm đâu. Nên lúc mà khi mà quay là hả Jun phải rất là nhẹ tay, sợ mình lỡ mình đút ấn một cái gì đó bậy bạ không biết cái nó hư hết nguyên cái này bắt mình đền nữa mình chết đúng không. Khi mà bắt đầu quay cảnh rất quan trọng là cảnh break dance với chàng trai thì trời bắt đầu đổ mưa và mưa rất to. Nó ào một cái một đám phải bay vô trong cái căn lều, cái máy hiên đó mà che, tưởng là mong 15 phút thôi nhưng mà không ngờ nó tới một tiếng mấy. Sau khi cơn mưa đó thì ánh sáng mặt trời ánh nắng không lên lại như cũ nữa, và toàn bộ tới lúc quay về sau này thì ánh sáng nó hơi bị dìm. Nhưng tuy nhiên thì khi mà về và trong quá trình làm hậu kỳ thì chúng tôi đã có những cách để mà khắc phục được vấn đề này. Có một cái shot quay rất quan trọng là chúng tôi đã có một chiếc xe cứu hỏa để làm mưa giả, để chuẩn bị cho cảnh quay là tất cả fan và 365 sẽ cùng nhảy dưới cơn mưa. Cuối cùng mưa thật đến trong khi chúng tôi chưa cần. Và lúc đó mà ra quay thì không thể nào quay ngay được, không thể nào mà quay dưới mưa thật, phải đợi mưa giả. Và vì lý do là lịch trình quay cho nên chúng tôi đã phải hủy bỏ shot quay đó, và đến bây giờ vẫn cảm thấy rất là tiếc. Khi mà Isaac ngồi trong xe nhìn ra thì thấy có gần tới 100 bạn fan đã đến, và mọi người mặc dù trời mưa vẫn đứng núp và gương mặt các bạn rất là hớn hở. Khi mà fan phải đứng chờ khoảng 2-3 tiếng thì mình cũng cảm thấy rất là xót. ST rất là vui vì đã có rất nhiều bạn. Đây là cái MV đầu tiên mà 365 làm mà có sự giúp đỡ của fans về mặt nhảy, chỉ cho các fans những cái bước nhảy flash mob là Isaac và ST đảm nhận chuyện đó, thì cảm thấy rất là vui bởi vì các bạn học rất là hào hứng. Và có thể nói là fan 365 rất là nhạy về phần nhảy. Đây là lần đầu tiên mà fan chịu ở với 365 suốt cái chặng đường, suốt cái thời gian mà nhóm quay clip. Mưa cũng ở lại, thì nắng cũng ở lại,
đến tối luôn. Bạn Ngọc thực sự rất cảm ơn fan. Em nói là con gái là chủ yếu nên các bạn nhảy nhìn tuy là không có được đẹp lắm nhưng mà rất là dễ thương, có gì đó rất là ngộ ngủ. Cho này cảm thấy là vui nhất là được nhảy chung với fan. Càng ngày fan của 365 càng rất là nhiệt tình và rất yêu quý 365. Là 6 giờ chiều. Hết nắng luôn rồi. Muốn quay nữa nhưng mà cũng hết nắng luôn rồi. Ngày hôm nay bị mất khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ bởi vì trời mưa. Mọi thứ thì nó cũng ok. Nói chung là cũng mong là mấy cái cảnh cuối cùng là có nắng nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà rốt cuộc không có nắng. Và 365 và tất cả các fan cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. 365 cũng giống như cũng có rất là nhiều ca khúc, nhưng mà chọn đi chọn lại thì Vân vẫn thấy là Music Enemy thích hợp nhất. Bởi vì nó nói về music, nó cũng giống như là đại diện cho những cái âm nhạc của người Việt Nam để bắt đầu mở màn ra một cái sân chơi mới như là MTV. Isaac sống với âm nhạc và có thể nói âm nhạc là cái thứ mà làm cho Isaac có thể đam mê tụt cùng để có thể bỏ qua tất cả mọi thứ và chỉ đi theo âm nhạc. Khi mà nghe đến nhạc, khi mà nhạc bật lên cái là trên này nhiên mình, cái người của mình lắc lư theo âm nhạc, không hiểu tại sao nhưng mà âm nhạc rất là to lớn đối với cuộc sống của mình. Ti được học nhạc từ năm 8 tuổi và cho tới bây giờ là cũng 21 tuổi rồi, thì cũng là một thời gian khá dài và Ti thấy là mình cũng đã đi vào con đường âm nhạc này rất là lâu rồi. Mình luôn trước khi làm ca sĩ thì chỉ là một người học đại học kinh tế thôi, nên âm nhạc chỉ đóng vai trò là giúp Jun giải những cái stress trong công việc học tập cũng như làm việc. Nhưng mà khi làm ca sĩ rồi thì nó thực sự gắn liền với Jun rất là nhiều. Nó giống như một cái lẽ sống và đam mê để mà Jun có thể đi hết sự nghiệp cũng như con đường này. Ngày xưa thì cũng là một thằng bé, hồi cấp 2 thì rất là nhát, không có dám làm gì hết. Mà tự nhiên đến cuối năm lớp 9 thì được vài bạn nữ rủ lên hát. Thì lúc đó hát bài Only Love. Thì lúc đó hát xong thì rất là run. Sau bữa đó thì 4 năm trời ở học cấp 2 không ai biết mình hết. Sau bữa đó hát xong các trường ai cũng biết hết trơn. Và bây giờ xin mời mọi người xem video clip mới nhất của 365 trên MTV được mang tên Âm Nhạc Trong Tôi. Tôi đứng trên cao như là một ngôi sao. Ok, hãy cùng tôi hát thật to lên nào. Let me see your power, let me see your power. Em nhìn anh với đôi mắt không hề chớp như âm nhạc never stop. I like it shorty, just move your body. Mọi người gọi anh là Johnny vì anh là một trong 100,000. Có anh thì còn vui thêm vô vàng. Let me hear you say yeah, because we are hot in here. Ngày từng ngày trôi, âm thanh xung quanh trôi quá nhanh. Cuộc sống cứ cuốn ta đi với bao bộn bề. Dừng ai dừng thôi, cần tìm một chút ước muốn như thời tiếng khói, tìm lại cảm giác khi xưa đã qua rồi. Hết bốn đôi tay ghi nhận tôi thấy và hết rồi. Những khi không có ai cần kề và hết bốn luôn đi theo tôi bản thân biết rồi hết. Trong tập tiếp theo của Bật Mí Hiệu Trường VMVC, kênh MTV Việt Nam sẽ cùng các bạn khám phá quá trình thực hiện MV Taxi. Các bạn có biết không, đằng sau một MV ngộ nghĩnh đầy sáng tạo này là cả một hành trình gian nan sóng gió của ca sĩ Thu Minh và cả ekip sản xuất nữa. Bên cạnh đó thì liệu một nhạc sĩ giỏi có thể trở thành một đạo diễn giỏi hay không? Nguyễn Hải Phong sẽ trả lời các bạn câu hỏi này trong Bật Mí Hiệu Trường MV Taxi, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2011.